Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với cây cao su, lúa, hoa màu và cây ăn trái. Thời gian gần đây, cây nhãn Ido đã dần thích nghi, phát triển tốt trên nền đất xám và cát bạc màu nơi đây. Không chỉ vậy, cây nhãn Idol còn kháng bệnh tốt, cho năng suất cao và có lợi nhuận gấp nhiều lần cây lúa, đã và đang giúp bà con Tây Ninh làm giàu. Với đặc điểm vỏ mỏng, cơm dày, giòn, thơm, hạt nhỏ, vị ngọt vừa phải, cây nhãn Ido đang trở thành cây trồng tiềm năng, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn tỉnh Tây Ninh. Đây là cái vườn nhãn Ido, người ta thường hay gọi là nhãn Thái á. Trước đây là vườn này là trồng cao su, mình chặt hết cao su là trồng hết nhãn. Cái nhãn này là nó ít bị đầu rồng so với nhãn tiêu da bò. Giờ là ở đây dân trước đây là trồng nhãn truyền thống là tiêu da bò, nó bị đầu rồng. Cái đầu rồng nó cái nhãn nó không được năng suất nữa, nó hư hết cây. Nên nhãn này là không bị, nên mình trồng cái nhãn này với là năng suất nó cũng cao, thấy năm đầu thu vậy là cũng được. Với là chất lượng trái thì nó cơm nó dài, nó khô, chùm trái nó lớn, trái nó cũng lớn, gọi là cái nhãn này nó ít bị bệnh. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nhãn Ido có nguồn gốc từ Thái Lan, cho giá trị kinh tế cao và được nhiều tỉnh thành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Kháng bệnh chổi rồng là một trong những đặc tính vượt trội của giống Ido so với các loại nhãn khác. Tại Tây Ninh, cây nhãn Ido hiện thích nghi rất tốt với nền đất xám cát pha bạc màu cùng khí hậu nắng nóng với biên độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao của nơi này. Theo anh Nguyên, nhãn Ido hiện rất được thị trường ưa chuộng. Giá bán loại nhãn này thường dao động từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg, cao gần gấp đôi so với loại nhãn da bò ở địa phương. Ngoài ra, với khả năng kháng bệnh tốt, đặc biệt là bệnh chổi rồng, cây nhãn Ido trở thành lựa chọn số 1 của nhà nông để lập vườn phát triển. Vườn này bây giờ đây là được nhãn được 4-5 tuổi rồi. Mình mới thu được đợt đầu. Rồi lúc trồng á thì lúc nhỏ nó vì cái nhãn này nó chết nên mình cũng trồng cũng hơi khó khăn. Với lại mới trồng thì sâu bệnh, rồi tưới nước thì ở đây cũng khó khăn nên mình khắc phục bằng cách là lấy nước đê rồi tưới bằng bé phun này. Cái nền đất này là nền đất ruộng ẩm nên cũng nước nhiều, nên mình cũng vào mùa mưa thì cũng phải chú ý thoát nước nhiều. Còn về năng suất mùa đầu vừa rồi thì có 7 tấn một mẫu, mình thấy cũng tạm chấp nhận được. Thấy cây nhãn thì ra bông cũng bình thường, một trái cũng chất lượng tốt, ăn được. Tiềm năng có khả năng lên cao có 15-20 tấn một mẫu. Sau này lớn có cây nhãn có 7-8 năm thì đó là được. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về bón phân, tưới nước, làm mương tiêu, phòng trừ sâu bệnh, vườn nhãn của anh Nguyên luôn phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đặc biệt chổi rồng, một loại bệnh hầu hết các loại giống nhãn khác ở địa phương đều nhiễm nặng, nên vườn nhãn của anh cho năng suất cao, dù ở vụ đầu vẫn đạt từ 7 đến 8 tấn trên 1 hecta. Phân thì nó bỏ đầy đủ. Mình bỏ phân NPK nhưng mình bổ sung thêm phân chuồng, phân vi sinh. Với lại một số vi lượng mình xịt qua lá. Cái thời tiết ở Tây Ninh này là mùa khô là nắng nóng nhiều, nên mình nước ở đây là đồng bằng với lại kênh thủy lợi gần đây, nên cái hệ thống nước ở đây thì không thiếu. Mình khắc phục bằng cách tưới thôi, tưới bằng cái tưới phun bé trên. Mình tưới đều cứ 2 ngày tưới lần, mà tưới ít thôi, cứ 30 phút một lần phun. Nếu mà nước mà khô quá thì mình tháo cái nước thủy lợi có đường kênh quanh vườn luôn, quanh tưới vô. Mình tưới ra là tưới ít thôi nhưng mà nhiều lần, ví dụ 2-3 ngày tưới một lần cứ 30 phút. Còn mùa mưa thì mình làm hệ thống mương rãnh thì thoát nước khô hết, cứ mưa to là ra thoát nước hết. Chất đất ở đây thì mình thấy là cũng phù hợp với cái nhãn phát triển tốt. Mà nói chung đất ở Tây Ninh này thì cũng hơi xấu so với đất Ba Gian hay đất Phù Sa thì nó xấu hơn nhiều vì đất cát. Nhưng mà mình chăm bón phân hữu cơ nhiều thì nó cũng được phát triển tốt.
Với anh Nguyên, để cây nhãn Ido mang lại hiệu quả kinh tế cao, điều quan trọng mà người trồng cần lưu ý là không nên chỉ tập trung vào giai đoạn xử lý ra hoa, mà cần phải đầu tư chăm sóc tất cả các giai đoạn của cây. Cây có khỏe, sung sức thì khi làm bông mới dễ thành công. Theo đó, có hai yếu tố quyết định sự ra hoa của cây, kỹ thuật và thời tiết. Do đó, cần chọn mùa vụ, thời điểm để làm bông thường là những tháng khô ráo vì cây dễ ra hoa hơn so với tháng mưa dầm. Ngoài ra, hiện nay, hệ thống tưới tiết kiệm được xem là biện pháp hay mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa đối phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Theo đó, so với trước khi sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, một hộ phải mất gần một ngày mới tưới xong vài công nhãn, thì nay chỉ cần 20 phút là xong, tiết kiệm hơn 50% chi phí và thời gian so với trước. Vì vậy, không chỉ riêng vườn nhãn nhà anh Nguyên mà hầu hết các nhà vườn Tây Ninh đều đầu tư lắp đặt. Phần là mình sau khi thu hoạch thì mình dọn vườn là mình rải vôi, là xịt thuốc nấm, rồi bỏ phân chuồng, bỏ phân bò, mấy cái phân vi sinh. Sau khi nhãn ra cơ thì mình bỏ phân hóa học NPK đó, rồi một số vi lượng. Bỏ thì cũng ít thôi, bỏ có một tháng một lần, mà một cây 3 năm tuổi là mình bỏ có 300 gram một tháng một lần. Cây nhãn sau khi thu hoạch xong là ra 3 lần lá non vậy đó, là bắt đầu mình tưới thuốc làm trái lại. Cây nhãn lúc đầu thì phát triển nó một năm đầu thì nó chậm, nhưng mà qua được nó bén rễ rồi thì phát triển thấy vượt bậc so với nhãn tiêu da bò. Cây nhãn đến 3 năm tuổi thì ở đây mình bắt đầu làm trái. Lúc làm trái là mình xử lý bằng thuốc Calicrorat, là mình bắt đầu là một cây mình khoảng quậy với nước tưới một cây khoảng 300 gram Calicrorat. Rồi có một tuần sau rồi mình xịt MPK. Rồi khi nhãn bắt đầu nhú bông thì mình bỏ thêm phân cho nó bông nó bự lớn lên. Rồi lúc đầu trái thì có xịt thuốc dưỡng trái, cứ nửa tháng là xịt một lần. Và đây thì mới thu xong thì mình cũng tỉa cành tạo tán y mấy nhãn tiêu da bò lại. Rồi là mình xịt thuốc nấm, rửa vườn, rồi rải vôi, bỏ phân chuồng. Rồi cứ mỗi đợt cơi ra lá non vậy là mình bỏ một đợt phân NPK. Lúc bây giờ thì có số ra cơi 2 rồi đó, đang xịt thuốc dưỡng lá luôn. Theo các nhà khoa học, hiện nay để cây nhãn mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn, việc trồng cây nhãn Ido cũng giống như các loài nhãn khác. Để cây phát triển bền vững cho năng suất cao, nhà vườn cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho cây. Đặc biệt, ngoài việc chú trọng bón phân hữu cơ, thì bà con cần phải áp dụng bón phân cân đối, sử dụng những loại phân có thành phần cân đối như NPK 16-16-16 và những loại phân có bổ sung thêm trung và vi lượng. Những loại phân có hiệu quả cao trong mùa mưa là phân chậm tan, giúp cây không phát quá nhanh nhưng bền cây và nuôi trái tốt.